Xin chào mọi người. Hiện tại Lộc đang ngồi trên chiếc xe Mercedes S450 sản xuất 2019. Đây là một lựa chọn mới cho quý anh chị muốn tìm một chiếc xe lướt. Chiếc xe này thì mới chỉ có chạy 15.000 km thôi và Lộc thấy nó rất là còn mới, như mới vậy mọi người. Chính vì vậy, Lộc giới thiệu đến mọi người chiếc S450, chiếc xe Mercedes S450 này, và anh chị nào có nhu cầu để trang bị cho mình một chiếc xe thật là lướt, một chiếc xe sang lướt, và chiếc xe sang này cũng có giá thành rất là hợp lý để giảm được nhiều chi phí hơn, thì hôm nay Lộc sẽ giới thiệu đến mọi người chiếc xe Mercedes S450 nhé mọi người. Đây là nội thất ở bên trong. Rồi, quay cho mọi người thấy cái nội thất một tí bên trong thôi. Còn bây giờ Lộc sẽ ra ngoài và quay từ bên ngoài cho mọi người chiếc xe này như thế nào nhá. Đây, Lộc sẽ quay bên ngoài cho mọi người đây nhá. Lộc đang khởi động máy lên. Và mọi người thấy không ạ? Trước tiên mà điều đầu tiên chúng ta thấy đó chính là phần đầu xe rất là mạnh mẽ và doanh nhân. Đặc biệt là nó có cái đèn này mọi người. Bộ đèn của chiếc Mercedes này mọi người thấy có 3 dãy đèn LED này, và đèn là đèn multi beam LED này mọi người, mình quay cho mọi người thấy multi beam LED. Thì đèn này là đèn thông minh và nó có thể chiếu sáng được 650 m. Cộng với nó là nó có những cái tính năng tắt mở bóng, tắt mở đèn pha để giúp cho người đi đối diện không có bị chóa mắt nha mọi người. Thì nó rất là nhân văn và nó cũng rất là sang trọng nữa mọi người ạ. Đẹp không mọi người? Đây, Mercedes Benz đèn multi beam LED. Ok nhá. Trong đây. Rồi. Và màu này là màu đỏ ruby nha mọi người. Màu đỏ ruby. Xe của mình thì mới chạy có 15.000 km. Chiếc xe Mercedes S450 này thì có động cơ là 367, có động cơ là 3.0 và mã lực là 367 nha mọi người. Đây mình quay cái vỏ xe để thấy được là cái sự mới của nó. Vỏ xe còn mới không mọi người? Rất là mới ha. Vỏ xe này thì là vỏ xe run flat. Thông số kỹ thuật của xe của cái vỏ này á, là 245 trên 50 R18 ha. Mình quay chi tiết để mọi người thấy được là xe còn rất là mới. Mình quay thêm phía đằng sau nữa nha mọi người. Khi mà mua xe ở chỗ của Lộc đây thì mọi người sẽ được an tâm về việc cam kết không đâm đụng, không ngập nước, không trùng tu động cơ và không tua km. Sẽ có cam kết nha mọi người, sẽ có ký hợp đồng cam kết những cái điều đó cho mọi người, cho nên mọi người yên tâm khi mà chọn lựa một chiếc xe đã qua sử dụng như mới vậy. Xe của bên mình thì luôn luôn là xe line new nha mọi người. Always line new ha. S450. Rất là sang trọng cho mọi người, rất là doanh nhân. Đây, mình quay tiếp tục, quay xung quanh hết mọi người để mọi người thấy được là cái sự mới của chiếc xe này vẫn còn rất là mới, không? Rồi, đó mình quay đầy đủ, quay trên dưới cho mọi người thấy, quay trước sau ha và trong nội thất để mọi người nhận thấy được chiếc xe này. Rồi bây giờ mình vô đây mình chia sẻ tí này. Chúng ta thấy là ở đây là có camera 360 độ ha. Rồi Lộc mở cửa ra để mình đi vô trong nội thất ha. Chúng ta nhìn thấy cái tay nắm cửa không mọi người? Vẫn còn mới tinh nè, tại vì nó chỉ mới có 15.000 km mà mọi người. Nó coi như là 15.000 km mà đối với xe hơi thì nó đang là chạy rô đa mà mọi người. Chúng ta có hệ thống loa là Boom Master ha mọi người.
loa Boommaster thì mọi người biết rồi đó, âm thanh rất là hay, âm thanh luôn luôn được chọn lọc ha. Đó, đây là điều chỉnh ghế và có làm massage ghế rồi sửa ghế ha, làm mát ghế nè mọi người, rồi nhớ vị trí ghế nha. Rồi lọc vào bên trong nè. À, bên trong nội thất thì mọi người biết á, là xe của mình có đến 64 màu viền nội thất đó mọi người. Và mình có thể chuyển đổi, phối hợp được 10 cách phối hợp màu nội thất với nhau ha. Đây, mình chiếu bên trong cho mọi người thấy ha. Về hộp số của chiếc xe này của mình thì nó là hộp số 9 cấp. Nó là, lúc nãy Lộc có nói rồi, động cơ nó là 3.0 và sản sinh ra mã lực của nó là 367, hộp số 9 cấp. Hộp số tự động rất là tuyệt vời của Mercedes-Benz nha mọi người. Đó, Lộc quay cho mọi người, trong ngoài đầy đủ hết. Đó. Rồi, gương chống chói bên trong nè, gương chiếu hậu chống chói bên trong. Cái này là những cái để điều khiển cái cửa sổ trời ha. Cửa sổ trời toàn cảnh phía sau nè. Rồi. Đó, xe của mình sang trọng không mọi người? Nội thất bên trong nè, da nắp ba nè, da rất là xịn ha. Và rất là mới ha. Đây, mình quay rất là chi tiết để mọi người chọn lựa và mọi người gọi cho Lộc. Những cái tính năng an toàn trên xe thì mọi người cũng biết về Mercedes rồi, thì Lộc cũng không nhắc đến nữa. Thì Lộc chỉ nói đến cái chiếc xe này về thông số kỹ thuật sơ qua thôi, chắc mọi người cũng biết. Nhưng mà Lộc nói là xe thì đăng ký tháng 7 năm 2019, và xe thì là đã có bảo hiểm đến tháng 7 năm 2023 nha mọi người. Đó, mọi người an tâm khi mà sử dụng thì xe cũng có bảo hiểm hết rồi. Thì nếu mà anh chị mua thì cũng được gọi là sẽ rất là tiết kiệm so với mình mua một chiếc xe mới, mà một chiếc xe đã qua sử dụng còn mới như thế này thì rất là xứng đáng, rất là đáng để chúng ta có thể chúng ta đưa ra quyết định. Chúng ta tiết kiệm được một số tiền lớn để chúng ta có thể làm những việc lớn hơn. Đó, đó thì Lộc chia sẻ với mọi người chiếc S450. Và mọi người có nhu cầu về mua xe lướt chất lượng, mua xe lướt cao cấp thì hãy liên hệ với Lộc qua số điện thoại 0938888850. Lộc rất là hân hạnh và bất cứ lúc nào cũng có thể là chia sẻ về những cái kỹ thuật về xe, bất cứ lúc nào cũng có thể là tư vấn cho anh chị về ngân hàng bảo hiểm cũng được, và đặc biệt là tư vấn về dòng xe lướt cao cấp nha anh chị. Đó, bây giờ Lộc sẽ ngừng video ở đây, và mọi người có nhu cầu hãy liên hệ với Lộc nha.